được gọi là một cell. Cell được tạo ra bởi hàng và cột. Giao điểm giữa hàng và cột sẽ tạo ra một ô. Đó. Và chúng ta sẽ có rất nhiều ô ở trong cùng một cái bảng tính Excel. Tiếp theo là khái niệm về row, tức là hàng. Hàng thì sẽ là tập hợp nhiều ô trên cùng một hàng. Khái niệm tiếp theo là column. Column có nghĩa là cột. Cột thì là tập hợp của nhiều ô trên cùng một cột. Đó. Cột thì được đánh thứ tự theo tên chữ cái ABC. Còn hàng thì được đánh số theo thứ tự, theo con số tăng dần. Một khái niệm tiếp theo là range. Range thì chúng ta hiểu nó là một vùng ô. Range là tập hợp của nhiều ô. Có thể nhiều cột, nhiều dòng, nhưng chúng ta hiểu rằng là khi nhiều ô hợp lại sẽ tạo thành một vùng gọi là range. Một khái niệm tiếp theo là table. Table được hiểu là một cái bảng tính. Và đặc điểm của table khác với range đó là table thì yêu cầu chúng ta phải có đủ cấu trúc theo tiêu chuẩn của một bảng, bao gồm có dòng tiêu đề, rồi có các nội dung ở bên trong bảng. Khác với range, range nó tự do hơn, nó không có quy định cụ thể gì cả, chỉ đơn giản là tập hợp của nhiều ô mà thôi. Vì vậy, hai khái niệm này khá là giống nhau. Tuy nhiên, chúng ta có thể căn cứ vào việc là cái vùng ô đó có phần tiêu đề hay không để mà xác định xem là đấy là table hay là range. Ví dụ như ở đây, chúng ta có một cái bảng chứa thông tin về các cái thuật ngữ Excel thường dụng, và chúng ta có phần màu xanh ở phía bên trên, đấy là tiêu đề của bảng này. Vì vậy, đây được gọi là một bảng. Còn chúng ta hoàn toàn có thể gọi nó là một range cũng được. Tuy nhiên là trong trường hợp này thì gọi là bảng chính xác hơn. Tiếp đến chúng ta có khái niệm về worksheet. Worksheet được hiểu là một trang tính. Trang tính nó là những cái trang sheet ở phía bên dưới của một file Excel. Nó giống như là một trang sách trong một cuốn sách vậy. Vì vậy chúng ta sẽ hiểu worksheet nó giống như là một trang giấy. Trong worksheet sẽ có nhiều range, nhiều ô. Và mỗi một worksheet thì chúng ta sẽ có các hàng, các cột, và nội dung bên trong sẽ là các cái bảng rồi các cái vùng ô. Tiếp theo là khái niệm về workbook, là một cái chương trình hay còn gọi là một file. Thì cái workbook này nó sẽ chứa nhiều sheet. Trong mỗi một workbook sẽ có nhiều sheet, trong mỗi một sheet sẽ có nhiều ô. Đó, thì đấy là mối quan hệ giữa các khái niệm ở trong Excel. Các sheet ở trong một file Excel sẽ được tập hợp lại trên cùng một cái vị trí được gọi là thanh sheet tab. Đó là thanh để quản lý các cái sheet. Đó. Khi bạn vào bất kỳ một cái file Excel nào, bạn sẽ có ở phía bên dưới là thanh sheet tab. Tại vị trí thanh sheet tab này, bạn hoàn toàn có thể tạo thêm các sheet này, rồi bạn có thể xóa các sheet, rồi đổi tên cho các sheet này. Đó, đấy là những cái thao tác mà chúng ta hoàn toàn có thể tác động được vào các sheet ở bên trong một file Excel. Thì thông qua cái thanh sheet tab, chúng ta có thể quản lý các sheet này được dễ dàng hơn. Tiếp đến khái niệm về các tab. Khi nói đến tab thì chúng ta hiểu rằng đấy là các cái thẻ ở trên thanh công cụ. Thẻ ở trên thanh công cụ sẽ có rất nhiều thẻ. Với giao diện Excel Office 365 này, chúng ta sẽ có thẻ file này, thẻ home này, thẻ insert, page layout, formula, data, review, view. Đó. Và có thêm cả thẻ developer. Thì các thẻ hay là các tab này sẽ chứa các công cụ của Excel được phân thành các nhóm để giúp chúng ta dễ dàng có thể chọn được các công cụ trong quá trình làm việc. Một khái niệm tiếp theo nữa mà chúng ta hay gặp đó là scroll bar, tức là thanh cuộn ở trong Excel. Bởi vì các bạn để ý, trong một file Excel này số lượng dòng cũng rất nhiều, số lượng cột cũng rất nhiều. Về tổng số dòng, chúng ta có tới hơn 1 triệu dòng. Đây, chúng ta sẽ có này 1.048.576 dòng. Đó. Và số lượng cột thì chúng ta cũng có rất là nhiều. Đến chữ cái là XFD, tức là số thứ tự cột được đánh ký hiệu từ A đến Z, và nó sẽ lặp lại là AA, AB, ACAD rồi kéo dài cho đến XFD. Đó. Như vậy thì chúng ta có rất là nhiều cột, nhiều dòng ở trong một file Excel. Và khi bảng tính của chúng ta quá lớn, vượt quá một cái màn hình làm việc, thì có thể bạn sẽ cần tới cái thanh cuộn để có thể di chuyển qua lại giữa các cái vị trí ở phía bên dưới của màn hình, giúp chúng ta nhìn được các nội dung bên dưới và phía bên tay phải thông qua hai hệ thống thanh cuộn, đó là thanh cuộn dọc và thanh cuộn ngang, đều được gọi là scroll bar. Đó, chúng ta có hai hệ thống thanh cuộn để có thể làm việc với những cái bảng tính lớn vượt quá phạm vi một màn hình. Thì cái việc có một cái bảng tính lớn vượt quá phạm vi một màn hình là chuyện rất là bình thường ở trong Excel. Tiếp theo nữa là chúng ta có khái niệm về heading. Heading là cái gì? Heading là phần thể hiện số dòng rồi tên các cái cột ở trong mỗi một sheet. Đây các bạn có thể nhìn thấy là với mỗi một sheet Excel chúng ta sẽ có tên ABC là tên của các cột, và các cái con số 1, 2, 3, 4, 5, 6 này nó là số dòng. Và như vậy chúng ta sẽ có phần heading, chính là phần chứa tên đại diện cho các cột và con số đại diện cho các dòng. Đấy gọi là phần heading. Grid line là đường kẻ mờ chia ô ở trong Excel. Nếu như bạn để ý trong file Excel này, các cột, các hàng sẽ có những cái đường kẻ, và đường kẻ này sẽ không xuất hiện khi chúng ta thực hiện in cái trang Excel này ra giấy. Do đó nó chỉ là dạng đường kẻ mờ để giúp chúng ta phân biệt giữa các ô với nhau mà thôi. Và để có thể là tắt mở cái đường kẻ mờ này, chúng ta có thể vào thẻ View và chọn Grid Line. Nếu như chúng ta bỏ dấu tích ở mục Grid Line đi thì chúng ta đã thấy toàn bộ đường kẻ mờ đã được bỏ đi, và chúng ta nhìn dưới dạng một file Excel trắng tinh như này. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, nếu để một cái file trắng thì chúng ta rất là khó để theo dõi dưới dạng mạng lưới bảng. Vì vậy chúng ta nên sử dụng Grid Line trong cái quá trình chúng ta làm việc. Và nếu như chúng ta không muốn xem cái Grid Line nữa thì chúng ta có thể tắt nó đi. Đó, tùy chúng ta thôi. Tuy nhiên là rất nhiều bạn không biết cái thao tác tắt cái đường lưới này, và chúng ta lại sử dụng cái biện pháp là tô màu nền là màu trắng. Thì đây là một cái biện pháp mình cho rằng là không tốt. Nó sẽ làm cho file Excel của bạn tăng dung lượng lên, đồng thời cũng khó theo dõi hơn, bởi vì muốn bỏ cái màu nền trắng đi, bạn phải thực hiện cái thao tác bỏ màu nền, chứ không thể có cái chức năng tắt mở giống như là trong thẻ View chọn Grid Line được. Vì vậy cái thao tác tắt bật Grid Line rất là nhanh thông qua thẻ View, chúng ta nên dùng. Một khái niệm tiếp theo là thanh Formula Bar. Formula Bar là thanh công thức. Cái thanh viết công thức hoặc là viết nội dung. Đặc điểm của file Excel là gì? Trong mỗi cái ô này bạn sẽ có thể là viết các nội dung hoặc nhập các cái công thức tính toán. Vậy thì để có thể là nhập công thức một cách dễ dàng thì Excel cung cấp cho bạn một cái vị trí là thanh Formula Bar. Tại đây bạn có thể mở rộng cái phạm vi thanh viết công thức ra để viết những công thức dài, phức tạp, giúp cho quá trình tính toán các bạn trong Excel trở nên dễ dàng hơn. Thì đấy là những cái chúng ta có thể tận dụng được thông qua thanh Formula Bar, chứ chúng ta không phải nhìn trực tiếp trên cái màn hình từng ô trong Excel. Tiếp theo là name box. Name box thì là hộp chứa tên của các tọa độ trong Excel mỗi khi bạn chọn vào một vùng ô. Ví dụ bạn chọn vào một ô bất kỳ, ví dụ như chọn ô O7, thì ở đây chúng ta để chúng ta xác định được nó là ô O7 hay không thì nhìn tọa độ các dòng, các cột rất là khó. Tuy nhiên nếu bạn nhìn vào name box, bạn sẽ nhìn thấy ngay chữ O7, nhưng đọc ngay được cái vị trí tọa độ chúng ta đang ở là O7, rất là dễ dàng thông qua việc sử dụng name box. Đấy, các bạn nhìn vị trí name box chúng ta biết ngay chúng ta đang ở vị trí nào. Đấy, thì trong quá trình làm việc, viết công thức và tính toán thì chúng ta cũng có thể tận dụng các cái đặc điểm của name box này để chúng ta làm việc được dễ dàng hơn. Đó, thì đấy là những cái thuật ngữ thường sử dụng hay là thường gặp ở trong Excel. Thì những cái thuật ngữ này các bạn nên nhớ để khi chúng ta nói chuyện hoặc là khi chúng ta nghe giảng, chúng ta cũng có thể dễ dàng hiểu được người khác đang nói gì và tìm các cái vị trí này ở đâu. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học tiếp theo.